Hello anh em, hello. Hôm nay đọc lại cuốn Cha mẹ tỉnh thức. Thực ra thì lần đầu đọc thôi, chứ cũng không phải là đọc lại. Đây là một cuốn sách rất là hay, anh em cần nên đọc. Vì sao? Người viết ra cuốn sách này, tác giả viết cuốn sách này là một nhà tâm lý, một nhà trị liệu tâm lý rất là giỏi. Và bà ấy phân tích những cái vấn đề xung đột giữa cha mẹ và con cái ở những cái câu chuyện và thực tế của chính bà ấy và của chính khách hàng của bà ấy luôn. Và nó cũng rất là dễ hiểu các bạn ạ. Nó mình học mình hoàn toàn có thể áp dụng vào trong cái việc mà chúng ta nuôi dạy con. Cũng như trong cái việc mà chúng ta viết content, nó sẽ chính xác ấy, nó sẽ xác đáng ấy, nó sẽ đúng là những cái câu mình có thể sử dụng những cái câu chuyện ở trong đấy luôn ấy. Rất là nhiều câu chuyện rất là hay. Ví dụ như là có một cái câu chuyện liên quan đến cái việc mà người mẹ nói rằng là đứa con thì luôn luôn dậy trễ và đi học muộn ấy. Đấy thì cuối cùng thì bà ấy đưa ra một cái câu dẫn và một cái được kết luận là liệu người mẹ có hay trì hoãn và hay đi muộn hay không. Thì thực tế đúng là như vậy, mà đứa con đằng sau chép lại hành vi của người mẹ đấy. Thì cái cách mà bà ấy điều hướng cái nội dung, cái câu chuyện và đưa ra những cái dẫn chứng nó rất là cụ thể, mang tính xác thực cao ấy. Nó rất là hay, mình hoàn toàn có thể đọc và áp dụng vào cái hoạt động mà mình viết nội dung. Thực sự nó rất là hay anh em ạ, anh em hãy tìm và đọc nhé. Cha mẹ tỉnh thức. Ok.